Mình về rồi à? 29. Này này, con này ăn gì để tôi nấu? Ôi giời ơi, ăn cái gì mà chả được. Cái việc nữ công gia tranh mà cũng phải hỏi ăn gì. Đang đếm mà tôi dựng đếm bắt đầu 5, 10, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 33. 33. Sao lại là 33? Này, tôi cấm chỉ cô lô đề nhá. Cấm tuyệt đối nghe chưa? Cao giọng thế. Điên à? Ai lô đề cái gì? Gì đấy là tôi bảo thế. Người ta đang đếm tiền thưởng là được 3 triệu 3, hiểu chưa? Hãm. Ai hãm? Con mụ kế toán ấy. Sao mà hãm? Nói cho bà biết nhé, cái con mụ đấy, em dùng từ hãm với bà ấy là không phải một mình em dùng đâu, cả công ty đều dùng cơ. Quá hãm luôn, rất là hãm. Vừa hãm vừa bất công. Quá là bất công luôn, cực kỳ là bất công luôn. Tại sao là bất công? Thưởng gì 3 triệu 3? Chia chác kiểu gì? Hả? Cả một tập thể mà lại chia được có 3 triệu 3. Ôi giời. Mà biết là một tập thể bao nhiêu người không mà lại chia 3 triệu 3? Một lén tiền thưởng không bằng một đồng tiền công. Ôi giời ơi, thưởng là vui rồi. Này này, không biết thì dựa cột mà nghe. Hiểu chưa? Các cụ bảo rồi, biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Đã dốt lại cứ tỏ ra khoe hay khoe chữ. Thế nào là một gì? Vừa nói là một gì? Một lén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. À ừ, lần này thì lại nói đúng. Có thưởng là vui chứ còn gì nữa. Nhưng mà thưởng như thế này thì chia kiểu gì mà cả một tập thể ấy? Hả? Biết một tập thể của người ta bao nhiêu người không? Tập thể bao nhiêu người? 3 người. Có 3 người mà em cũng bảo là tập thể. Ủa thế ngày xưa có đi học không? Hả? Người ta chỉ dùng số ít là một thôi, còn từ 2 trở lên đã là số nhiều rồi. Mà đằng này của người ta những 3 người. Thế 3 người không là một tập thể à? Không nhiều à? Mà bây giờ chia được có 3 triệu 3. Mà trong một tập thể đấy thì phải có người đứng đầu, có người đứng mũi chịu sào chứ hả? Ai là người đứng mũi chịu sào? Em chứ ai? Nói cho anh biết nhá, không phải tự hào đâu. Em chỉ dưới một người thôi nhưng đứng trên vạn người luôn ý. Về nhà em chỉ có thua anh thôi nhá. Chứ còn là em đến công ty nhá, hết ra lửa luôn đấy. Ở trong nhóm của em là trưởng nhóm, em nói mọi người phải răm rắp làm theo, anh hiểu chưa? Đấy, mà trưởng nhóm đứng mũi chịu sào bao nhiêu công việc mà lại chia được có 3 triệu 3. Nếu mà để chia đều ra mỗi người được 1 triệu 1, trưởng nhóm đứng mũi chịu sào, đầu tàu, quá bất công, rất chi là bất công. Thế bây giờ nói vì sao lại bất công? Vì nếu mà làm tốt, lợi cả nhóm cùng hưởng, tiếng cả nhóm cùng được. Thế nhưng mà không làm được, chả may mà sơ sẩy cái gì, ai là người chịu? Trưởng nhóm chịu, đầu tàu chịu. Thế mà bây giờ làm tốt rồi, được thưởng 3 triệu 3, thì chia ra 3 người, mỗi người 1 triệu 1, trưởng nhóm cũng được 1 triệu 1, không bất công à? Anh thấy chia thế là đều rồi còn gì nữa, mỗi người 1 triệu 1 còn em còn kêu cái gì nữa. Thế thì không kêu, mà cấm nước chứ nhỉ? Anh quên, để anh đi lâu nhá. À mà này, quên rồi, cái gì nữa? Em hỏi anh nhá. Anh hay nội trợ. Mọi việc nữ công gia tránh trong gia đình anh đều đảm nhận. Bây giờ anh thử hạch toán cho em xem. Nếu bây giờ mình làm một bữa gọi là lẩu hải sản đi thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Linh đình đi. Linh đình. Chắc thì cũng tầm 1 triệu thôi. Tươi không? Tươi. Dễ đành đạch luôn. Đầy đạn không? Đầy đạn. Thế được không? Em sẽ đưa cho anh hẳn 2 triệu. Anh mua cho em một bữa thật linh đình để em mời tập thể đến ăn. Ô hay nhỉ? Sao nay em lại hào phóng thế? Mời cả một tập thể đến nhà mình ăn. Ừ. Ô hay. Bố mẹ tôi còn chẳng bao giờ mời đấy. Mời cả những cơ quan đến ăn là sao? Tóc đông đãi gà rừng. Nhưng người ta mời tập thể đến ăn là vì sao? Vì đây là tiền tập thể. Hiểu chưa? À, rồi, rồi. Bây giờ nếu mà chỗ này mà đi ra nhà hàng 3 triệu 3 liệu có đủ không? Nếu chả may không đủ, mỗi người lại phải lệ quyên. Mà trong khi đó mình lại là trưởng nhóm, chả nhẽ mình lại bảo mọi người lệ quyên cùng. Mình mà bỏ ra nốt thì để có mặt chết à? Bây giờ mình mời mọi người đến ăn 3 triệu 3, nhưng mình chỉ ăn hết khoảng 2 triệu là đầy đạn thôi. Tự dưng 2 triệu 3. Chả ai biết đấy là đâu. Ê. Thế là mình có 1 triệu 3 đút túi à? Ừ, mà mình lại có tiếng nữa. Mà anh thông minh thật đấy. Chuyện. Vì là người ta là trưởng nhóm, là đầu tàu, thì không thể bất công được, hiểu chưa? Hiểu. Ê, nhưng mà có
còn tiền. Ừ. 5, 10, 2. Sao lại 5, 10, 2 này như nào? Vẫn thiếu. Vẫn thiếu à? Đấy. Thế là... Ôi trời ơi. Đầy đặn vào nhá. Rồi, yên tâm. Này, hai đứa ăn đi. Đưa chị bóc bánh cho mà ăn này. Hay đây ra một quả chuối đi, chuối ngự đấy, ngon lắm chị. Ngon quá, khéo ngon vâng. Thật đi. Đấy. Được không hả chị? Mà hôm nay là cái bữa lẩu rất là ngon nhá. Dạ. Hải sản thì rất là tươi. Vâng. Sao mà khéo thế không biết. Em ơi chồng em đấy chị ạ. Được cái là nấu ăn các thứ là đảm lắm cơ. Thế à? Nhất là cái món lẩu là khéo tay cực luôn đấy. Đấy, chị bảo thế có thể vui không? Dạ. Tụ tập đoàn kết đến đúng. Đây ăn uống. Đúng không? Đúng rồi hai chị. Hai đứa xem đấy. Đấy, chị xem. Tiền thưởng bây giờ mà cứ chia ra mỗi chị em mấy đồng à, nó mất hết tình cảm đi. Đấy, cùng là một đồng tiền thưởng, em mà cứ gọi hết cả đội đến ăn uống, nhậu nhẹt, đập phá cho nó linh đình chị ạ. Thế đấy nó mới tình cảm. Hai đứa nghe chị Linh đấy. Có đồng tiền thưởng phát là gọi mọi người đến để ăn uống đập phá luôn. Vâng. Như thế mới xứng đáng là tổ trưởng, hiểu chưa? Dạ. Rất là tuyệt vời, chị là hoan nghênh em lắm đấy. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thôi chị đi về nhá. Dạ. À quên. Còn 6 triệu 6, mỗi đứa 3 triệu 3, tiền thưởng của hai đứa. Chị đưa cho hai đứa, quên mất. Chị ơi, hả? Tiền thưởng gì đấy hả chị? À, thì mỗi đứa được thưởng 3 triệu 3. Hôm trước là chị đưa cho em rồi đấy, cái phong bì 3 triệu 3 hôm trước đấy. Mà cái bữa lẩu hôm nay đấy. Dạ? Ừ, hôm nay chị mới đưa cho hai đứa. Ơ, thế là hôm trước là chị lại đưa cho một mình em thôi hả? Ừ, đúng rồi, quên không đưa cho hai đứa. Ơ, trời... Thôi không sao, cảm ơn em. Dạ. Em nó có tinh thần rất là cao đấy nhá. Tiền không là cái gì cả, cứ phải ăn uống đập phá nhỉ. Này, thế nhá, chị cảm ơn nhá. Chị đi về đây. Thế hai đứa có đi về luôn không? Chị cho đi nhờ xe. Vâng ạ. Ờ, đi lâu luôn. Về nhá Linh nhá, cảm ơn Linh nhá. Bất công. Ôi giời ơi. Sao mà buồn ngủ mà bề bộn thế này không biết được nữa. Dọn mãi không gọn được. Ồ. Chỗ nào cũng vứt gối được cơ. Rác rưởi xả lung tung. Chỗ nào cũng giấy rác. Khổ ghê. Nào có thể xả được. Ăn uống nó tùm lum hết. Em ơi, bổ cho anh bò ổi, ăn cho nó chắc răng. Anh này. Ừ? Anh nên đi đo mắt đi. Vợ anh tốt với anh quá. Đúng là anh ở cái tầng lớp trai khôn lấy được vợ hiền. Nhưng mắt anh làm gì phải đo. Ôi giời. Mắt anh tình cứ gọi như là như cú vọ. Cú vọ phải gọi mắt anh bằng sư phụ. Làm gì phải đo. Cả ngày anh dán mắt vào báo, internet này, rồi điện thoại này. Ôi giời ơi, em thấy không cận thị mới là lạ đấy. Em quá tốt với anh. Thôi được rồi, sáng mai anh lên viện đo mắt, xem mắt nó ở cỡ nào. Người anh... ta đo kính nhá. Anh ơi, không phải là sáng mai lên viện đâu, mà ngay bây giờ tại nhà đây này, em có thể thử được thị lực cho anh. Hả? Em thử thị lực ngay bây giờ cho anh nhá. Chính xác. Vợ anh quá. Anh đưa tờ báo đây. Đưa đi. Thế bây giờ em hỏi anh nhá. Nhìn cho kỹ này. Đây là cái gì? Em cứ hay đùa. Quả ổi. Chuẩn. Thế quả ổi màu gì? Màu xanh nhưng màu gì nữa em? Thế cái này là cái gì? Nhìn quá rõ. Miếng dưa anh đang ăn dở. Vấn đề là miếng dưa màu gì? Trong màu đỏ, ngoài màu xanh, giữa màu trắng. Ổn chưa? Chuẩn. Mắt chuẩn chưa? Chuẩn. Giờ thì em hỏi anh nhá. Thế cái này là cái gì? Cái túi da kia là cái gì? Thế cái túi ni lông là màu gì? Màu đen. Ờ, màu đen à? Thế vào trong túi rác này có rác hay không? Cái đùa. Đầy một túi rác ự đi kia còn phải hỏi. À, thế à? Thế thì bây giờ em có thể kết luận được luôn bệnh án của anh. À. Mắt của anh nhá, không những không cận mà còn rất chi là tinh. Nhưng mà hoàn toàn có vấn đề.
mắt quá tinh tường, không cận nhưng lại có vấn đề. Chứ không à? Không, mắt em có vấn đề. Em hỏi anh nhá, khi không có vấn đề thì tại sao mà quả ổi thì anh nhận ra là quả ổi, đúng không nào? Túi rác thì anh nhận ra là túi rác, mà trong túi rác có đầy rác anh cũng nhận thấy là đầy rác. Mà tại sao anh không đi đổ rác cho em? Hả? Thế bây giờ anh có muốn hai cái mắt anh to bằng hai quả ổi không? Tưởng vợ tốt với mình, hóa ra là túi rác hả? Hiểu rồi, đi đổ rác cái gì? Nghe nhở, nghe đổ nhở. Đổ rác cái gì? Ok. Vợ mình lắm trò phết, đi đổ rác đi. Cái này vẫn cho đi đốt. Đi ra. Chàng vô cùng thật. Chai xì dầu vừa mua tháng trước, sao tháng này nó sụt nhanh thế nhỉ? Bà kia. Tôi đây. Ông gọi tôi à? Khổ quá, cái gì đây? Bà ra đây. Có việc gì đấy hả ông? Tại sao cái chai xì dầu này tôi vừa mua nó cách đây khoảng hơn một tháng rồi, sao lại bây giờ nó lại còn tụt lên 6 vạch thế này là thế nào hả? Tôi có biết được đâu đấy. Bà nấu nướng mà bà bảo không biết là sao? Thì khổ quá thì tôi có sờ gì đến cái chai xì dầu của ông đâu. Thì ông quên à? Hôm qua thì tôi mua được cái mớ rau muống ruộng ngon. Ông chả bảo là mang chai xì dầu ra đây ông hưởng một tí làm gì? Tôi nói thế á? Thì ông ăn rồi ông quên nhanh thế. Thì tôi quán triệt luôn nhá. Từ lần sau là vẫn duy trì như mọi khi, nhưng kể cả tôi có nói thì bà cũng phải giữ quan điểm của bà. Rau dưa các thứ là chỉ chấm muối thôi, tuyệt đối là phải tiết kiệm, chứ không hoang phí lãng phí như thế được. Tôi biết rồi. Ủa? Đi đâu mà mặc lắm quần lắm áo thế? Hả? Mà diện quá đây này. Diện à? Chồng tôi diện à? Mới mua phải không? Này mua là không được đâu nhá. Không, tiền đâu ra mà mua. Ông có cho tôi đồng nào đâu mà. Đây là tôi tranh thủ là con Nhi nhà mình nó thải ra nó không mặc. Thế là thôi tôi tiếc của quá, tôi lấy tôi mặc đi chứ. Ông không nhận ra đây quần cái áo còn mình đây à? Cái việc gì mà phải mặc thêm cái áo ngoài làm gì? Áo ngoài á? À, áo ngoài này áo bà Xoan hàng xóm bà cho tôi. Khăn đâu ra? Khăn á? Khăn từ năm ngoái. Ông tôi không cần biết nhé, là bà ăn mặc như thế nào tôi không quan tâm. Cái quan tâm của tôi ấy, là mặc ít quần áo thôi, đỡ phải tốn tiền giặt. Hết sức tiết kiệm. Mặc áo thì thôi mặc quần thì thôi mặc áo. Ông bị giả hơi à? Tôi đau lòng này, bảo là tôi không mặc quần mặc áo thì tôi cởi chuồng, tôi bỏ tiếp khách à? Xin lỗi, ý của tôi không phải như thế. Ý của tôi là chỉ một áo một quần thôi, không cần phải áo ngoài mới khăn khố như thế đâu, lằng nhằng quá. Rời lạnh thế này, nên ông còn phải khoác cái áo vest như thế kia mà ông lại bảo là tôi mặc ít áo để tôi ốm thì tôi lăn quay ra đấy. Bà đừng có mà so bì với tôi nhá. Cái tinh thần tiết kiệm của tôi ý, nhất cái nhà này luôn. Tôi thậm chí là cả cái xóm này không ai bằng tôi đâu. Cái ống quần của tôi nhá, bên này là nó bẩn rồi. Mà tôi còn chưa giặt. Ngày mai tôi phải đi chụp ảnh đấy. Nhưng mà nó chụp nghiêng nhá, chỉ cần bên này sạch là được rồi. Ôi trời. Nhưng mà tôi rét lắm. Cởi cái áo ngoài ra đi. Tôi mặc tiếp khách xong rồi tôi cởi. Tôi không có xà phòng để tôi giặt nhá. Bà cứ cởi tạm ra đấy. Lạnh lắm. Mình chả thương tôi cái gì. Châu bò người ta còn chịu được nữa là người. Tôi là châu bò đấy à? Bà cứ cởi, không có nói nhiều. Đấy. Đây. Mà này, cái việc của con Nhi nhà mình ấy. Hôm trước tôi đã quán triệt với ba cái thằng đến để nó tăm tia ấy. Thì ý của bà là như thế nào? Đấy, chủ trương của tôi là đã nói với bà rồi. Thằng nào tiết kiệm nhất tôi chọn thằng đấy. Có do run như cầy sấy thế. Tôi rét quá. Rét thì ngồi đây làm gì nữa? Thì bà vào bà cất ngay cái áo nhá, treo lên. Khăn khố cái thứ cất hết đi nhá, đừng lãng phí như thế. Này. Tôi chỉ linh động cho mặc những dịp lễ Tết thôi. Còn những ngày thường thì không cần nhá, vào cất đi. Biết rồi. Cái nhà này hoang phí lắm. Cha có tinh thần tiết kiệm gì cả. Nghiên cứu trồng cái loại cây khác cho tiết kiệm, những cái này không ổn lắm. Ai nào cũng phải tưới. Dạ, chung cháu chào bác ạ. Đúng giờ lắm. Riêng về cái khoản đúng giờ nó là gì? Nó thể hiện cái sự tiết kiệm thời gian, chính xác tuyệt đối. Ưu điểm đấy. Tôi nhá. Tôi không vòng vo nữa. Các cậu cũng đã nghe cái đề bài hôm trước tôi giao cho các cậu rồi nhá. Cậu nào bây giờ mà thể hiện được cái sự tiết kiệm tốt nhất thì tôi sẽ đồng ý cho cậu đấy.
đặt vấn đề đi lại tìm hiểu con Nhi nhà tôi. Nhá. Thế bây giờ cậu nào xung phong đầu tiên nhỉ? Dạ, cháu ạ, cháu. Cháu theo đề bài của bác, cháu đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Tốt. Ngày hôm nay đến đây, cháu muốn mang đến đây một ít hoa quả nhập khẩu. Cái gì? Hoa quả nhập khẩu? Vâng. Tức là từ nước ngoài chuyển về. Ồ, thôi nhá. Thứ nhất là rất đắt tiền. Thứ hai là mình cũng không nhìn thấy như thế nào cả. Người ta có bơm, có phun cái gì vào đây không, ăn độc hại chết. Không không không, thưa bác, cái này nó chỉ nhập khẩu từ vườn vào trong nhà thôi. Ngắn thế thôi à? Vâng, và cái này thì cháu thực sự là nhà cháu cũng vừa thắp hương thì các cụ với cả các ông các bà ăn hết rồi. Thì bây giờ cháu mang sang đây ăn luôn cho nó tiện. Bác nhìn vẫn còn chân hương này này. Cứ bình tĩnh nhá. Xem hai cái trường hợp này tiếp theo nó mà không bằng thì là bác sẽ chống cháu. Dạ. Em có gì? Chào thưa bác. Cháu mang sang một ít thức ăn. Cái gì đấy? Dạ đây là khúc cá mà nhà cháu ăn 2 hôm rồi đấy ạ. Tiết kiệm lắm, ăn 2 hôm chỉ để lại phần da thôi. Ăn một ít thịt, cả xương vẫn nguyên. Để cháu mang sang đây ăn nốt buổi chiều ngày hôm nay. Quá xa xỉ nhá. Ai bây giờ lại còn đi ăn cá rán? Cháu có biết là để mà thực hiện được cái món này nó phải cầu kỳ lắm không? Nó phải tốn kém biết như thế nào không? Không những nó phải dầu mỡ nhá, mà còn là nếu nhà là cháu dùng điện là phải tốn điện, dùng ga là tốn ga. Đúng không? Xương rong thì làm sao? Đúng rồi, đấy nhá. Cái này là bác cũng chưa được ưng ý bằng cái hoa quả kia đâu. Cái này là không được đâu. Đối với nhà bác là chỉ ăn cái món cá này vào những dịp lễ Tết thôi. Nhưng bình thường ngày thường là bác không ăn nhá. Nó không phù hợp với gia đình bác. Đông còi này đứng đấy làm gì nữa? Có cái gì thì mang ra cho nào. Không thắng được tôi đâu. Dạ, cháu chả biết mang theo cái gì ạ. Nhưng mà biết hôm nay sang nhà bác thì cháu mang theo cái cốc. Dạ, từ hôm qua đến giờ cháu chưa dám uống nước, biết sang nhà mình cho cháu xin cốc nước. Tức là cậu dạ không mang cái gì sang mà lại còn xin nước của nhà tôi. Dạ cháu đúng không? Dạ cháu tuyệt vời. Ha cậu mới là người thắng cuộc. Quá tiết kiệm. Vào nhà uống nước với ba. Nước đừng uống nữa. Đấy. Hoàng bên này. Li Ti ơi. Li Ti, con dậy chưa? Ôi ôi, đêm qua đi chơi lắm bảo. Ngủ đến bây giờ mới dậy. Sao mẹ cứ gọi con là Li Ti thế? Con đã bảo rồi, mẹ mà cứ gọi thế không ai yêu con nữa đâu. Rồi cũng yêu mẹ quý mẹ gọi thế. Mà này sao con mặc cái này đi ngủ đấy ạ? À? Tối qua con đi chơi về muộn quá, con chưa kịp thay đồ. Vào, mặc cái quần dài vào. Không được mặc cái này nhá, gần Tết đến nơi mặc cái này người ta cười cho. Rồi mặc... là ế chồng đấy. Ế thế nào mà ế, mặc như thế này mới theo trend thì con mới lấy chồng được chứ. Mặc như mẹ thì mới ế đấy. Ế, ế mà đẻ ra mày. Thế này phải mặc như mẹ này, kín đáo như thế này này. Đi vào thay quần đi, đi vào đem quần ra. Không, con không thay đâu. Mẹ bảo thủ. Con bảo thủ ấy. Mẹ bảo thủ. Vào thay quần đi, con bảo thủ ấy. Mẹ, con bác Xuyến. Này bác Xuyến. Cái gì đấy? Cái gì? Chuyện động trời rồi. Chuyện gì? Lại đây. Gì? Ôi giời, thật thế á? Thật, chính tai em nghe thấy mà lị. Thế à? Mẹ, có chuyện gì đấy ạ? Ôi giời ơi, thế á? Ừ. Chính tai mẹ nghe thấy mà lị. Ừ. Bảo sao? Hôm qua con đi qua quán thuốc ấy, ừ, thấy bác Tính cứ nói với cô bán thuốc là cái gì mà khẩn cấp. Ủa. Khẩn cấp á? Ừ, đúng rồi, đúng bị rồi. Đúng rồi, chắc chắn là mua thuốc tránh thai. Ôi giời, nhưng mà chú lại nghiền lắm cơ mà. Ôi giời ơi, ai biết mang cỗ lúc nào. Với lại ấy, đôi khi người ta lại muốn chơi lớn một lần, thử xem thiên hạ có trầm trồ không. Ôi, không thể nào ngờ được nhỉ. Thôi, em đi về đã. Ừ. À, âm lẽ bảo, gì? Cái chuyện này ấy, ừ, nếu mà bác kể đi đâu cũng được. Ừ. Nhưng mà tuyệt đối, bác không được để cho ai biết là em kể với bác nhá. Được rồi, cô yên chí. Không, từ trước đến giờ, em là người giữ mồm giữ miệng. Ừ. Không bao giờ đi buôn chuyện với ai đâu, ừ, nhá. Ừ. Thôi em về em kể với mấy bà hàng xóm đã nhá. Ừ. Em về đây. Này này, cái chuyện này nhá, mẹ kể cho con nhá. Tuyệt đối không được đi đâu kể, bảo mẹ kể nhá. Nhớ chưa? Con biết rồi, chắc chắn luôn. Ừ. Đấy, bây giờ con sang nhà anh Huy đòi nợ cho mẹ.
Nợ lâu hôm qua sang không giả, hôm kia sang mà hôm kia sang không giả. Bảo giả mẹ tôi để mẹ tôi còn sắm Tết. Thôi nợ đi. Mấy lần con sang rồi, nhưng mà anh ấy toàn bảo là thôi về đi để hôm sau anh ấy giả. Anh ấy đẹp trai quá, nên là thôi con cũng kệ. Chết rồi, con dại dai rồi. Sang đòi cho mẹ, để mẹ sắm Tết đi. Đi sang đi. Chết phải dai đẹp. Bố cô. Đây, đang ra đây, đứa nào đấy? Pha chuông nhau mà. Hả? Bấm một lần đi chứ. Ôi anh... giời ơi, tưởng ai, hóa ra là Li Ti à. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, à? Em không phải là Li Ti đâu. Nhìn em thế này còn Li Ti cái gì nữa. Công nhận hôm nay nhìn được đấy. Hết Li Ti rồi, ok. Đồng ý rồi cái gì? Đi vào đây về. Ơ không. Vào chơi. Không vào đâu, em không vào đâu. Đi lần vào. Nào anh cũng bảo là vào đấy. Xong em có mang được tiền về đâu. Thì em mang đầy thứ khác về còn gì, phỏng phao hẳn lên như thế này còn gì nữa. Thôi được rồi, thế mẹ bảo là hôm nay sang lấy bao tiền. Anh còn nợ mẹ em 1.6 triệu. Ờ, 1.6 triệu. Vâng. Có 1.6 triệu mà suốt ngày đòi. Thế có 1.6 triệu thì anh giả luôn đi. Em có biết tại sao tên em là Li Ti không? Li Ti? Cái gì Li Ti? Thì tức là nhỏ đấy. Cái gì nhỏ cơ? Thì cái suy nghĩ của em nó nhỏ ấy. Em không hiểu gì cả. Tiền anh không thiếu, mà anh chỉ muốn là ngày nào em cũng sang đây này, em bấm chuông này, em đòi tiền của anh này, xong anh lại dẫn em vào nhà đi. Không, em không vào đâu. Anh trả tiền em đi. Cứng nhỉ? Không phải cứng thật đấy. Thật rồi đây. Ơm nè, 1.6 triệu đây, cầm lại. Cầm mấy? Sao lại 6.000? 6.000 thôi, bây giờ nhé. Anh sẽ trả cho em như thế này. Ngày nào em đến đây em bấm chuông xong anh cũng trả cho em 6.000. Thì đến khi nào đủ 1.6 triệu thì thôi. Đấy, em cứ cầm tiền về là mẹ yên tâm, hiểu chưa? Ừ. 6.000? Ừ. Mà 1.6 triệu? Ừ. Thì là phải 1.000 ngày đúng không? Đúng rồi, nhưng mà chỉ cần đến 6 ngày nữa thôi là em có bầu rồi. Đi. Thôi, 1.000 ngày cũng được. À mà này, có chuyện này em phải bảo anh. Thôi đi vào kia cho thoải mái, hôn ở đây làm gì đi. Vào vẩn. Thế là cái gì? Có chuyện này em phải nói nhỏ với anh. Ừ đây, nói nhỏ đi. Úi dồi. Em đã làm gì đâu. Cửa điện chạy sướng thế. Thì đấy, em không làm gì đâu thế. Thế nào nói cái gì? Người ta nói nghiêm túc ấy. Nói đi. Đây. Ừ. Có chuyện đấy thật á? Vâng, chính mắt em nghe thấy mà. Sao lại mắt nghe thấy? Ê, em nhầm, chính tai em nghe thấy. Đúng là cái này nó cũng đến bất ngờ thật đấy. Và đấy là bố của bạn anh. Này anh hỏi thật đấy, có chắc chắn không? Chắc mà, em đã bảo là chính tai em nghe thấy mà. Làm thế nào bây giờ, khổ thân nó quá. Thôi được rồi, để anh sang anh nói chuyện với nó xem như thế nào. Em về đi, để anh sang gặp nó. Thì đi đi, về đi. Nhưng mà em bảo này. Sao? Anh mà có kể với ai ấy thì đừng có bảo là em kể với anh đấy nhá. Được rồi, đi về. Mai lại có em bấm chưa? Rồi. Bố nó như thế. Thôi, chả gọi nữa. Giờ này vẫn cười được à? Ô, ông đây à? Sao bao giờ đấy? Tôi đang xem cái chương trình hài hại não, cười đau bụng. Con xem hài hại não đâu làm sao đấy? Sao? Hả? Sao? Thôi, lại cho ông xem nhé. Thôi ông tắt đi, tôi nói chuyện với ông này. Tôi hỏi ông nhé, tôi với ông có phải là bạn bè không? Tôi với ông có phải bạn thân không? Hay ông ấy vào nhà tôi tự nhiên tôi đang xem hài cho ông ấy đập bàn đập ghế, ông bảo tôi với ông có phải là bạn thân không là thế nào? Bởi vì tôi giận ông. Thế tôi với ông hỏi là bạn là cái gì? Ờ, thế tôi với ông là bạn, thế mà nhà có chuyện ông lại không nói cho tôi biết. Từ xưa đến giờ nhá, nhà ông cũng như nhà tôi, chuyện của ông cũng như chuyện của tôi, bố mẹ ông cũng như bố mẹ tôi, nhà có chuyện thì phải báo cho tôi chứ. Khổ quá.
Thế nhưng mà tôi chưa kịp nói với ông. Đấy, ông không nói với tôi để người khác nói với tôi là tôi không thể chịu đựng được. Khổ quá, ông cáu ầm thế nhỉ? Không phải là vấn đề này, nó không phải là cáu ầm, mà là ông thừa biết rằng là chuyện của ông tôi cũng phải lao vào tôi giúp cho ông. Mà ở trong cả cái làng này, riêng về cái vấn đề hậu sự đấy là ai cũng phải nhờ tôi tư vấn hết. Tôi nói cho ông biết nhá, trong cái giai đoạn này là quan trọng nhất là cái vấn đề tổ chức với cả chuẩn bị. Ông có biết gì về cái việc đấy đâu, toàn tôi chứ ai. Thế mà bây giờ ông có việc ông không nhờ tôi. Tôi biết là nhà ông là có cái truyền thống đấy rồi. Thế nhưng mà ông già tôi ấy, thì ông chỉ bị... Bị cái gì? Chỉ bị á. Đến bây giờ gặp tôi mà ông còn nói câu chỉ bị à. Tôi biết rồi nhá. Ông không cần phải lo lắng gì cả. Tôi biết là ông chơi thân với tôi nhiều khi ông ngại ngùng. Bây giờ ông không phải ngại gì hết. Tôi sẽ lo hết cho ông. Tất cả các cái khâu chuẩn bị rồi mọi thứ xong hết. Bây giờ nhiệm vụ của ông này, ở nhà này. Nói ông hôm nay 30 rồi. Thôi chắc kiểu gì ông cụ cũng kịp ăn Tết với gia đình. Nhưng không sao cả. Nhưng mà riêng có việc gì ông phải bấm ngay giờ nhé. Ông phải sao trùng là chết ấy. Cái đấy nguy hiểm lắm. Rồi này, sau này, đấy này, thì ông còn... Này. Tôi nói cho ông nhé. Tôi nói thật với ông là từ lúc nãy ông vào đây ông nói cái gì tôi chả hiểu ông nói cái gì cả. Thôi được rồi. Cả nhà tôi vẫn bình thường. Có mỗi cái là ông già ấy thì... Biết rồi đấy. Thì đang nói với ông già đấy. Thì khổ quá nhưng mà... Tức là bây giờ ông... Tôi cũng động viên ông là phải giữ sức khỏe. Bây giờ nó phải lạc quan lên. Bây giờ không lạc quan được đâu. Không thể lạc quan được. Không lạc quan thì làm nào? Tôi nói ông ấy lạc quan, vui vẻ lên. Bây giờ nhiệm vụ là của ông. Thôi đây, bây giờ ông chưa trải qua cái việc đấy, bây giờ ông không biết được đâu. Bây giờ tôi chỉ nói cho ông như này. Nhà tôi trả việc của tôi. Rồi đấy, thì bây giờ ông chọn đất đi. Nào, bây giờ ông muốn là cho ông cụ là ở trong làng hay là ngoài làng hay là hỏa thiêu hay là cái gì ông nói luôn. Thì để tôi biết, tôi chuẩn bị. Khổ quá nhưng mà cái chuyện đấy thì đúng thật là tôi cũng chưa nghĩ đến. Thì giờ phải nghĩ đi chứ còn gì nữa. Khổ quá nhưng nghĩ bây giờ tôi cảm giác nó hơi sớm. Ông bị làm sao đấy? Cái này đúng không? Là bây giờ ấy thì cái văn minh bây giờ ấy là gì? Là tặng quà, là phải chọn đất, chọn cát, là cái món quà để các con báo hiếu với bố mẹ. Nhưng mà với ông già tôi thì ông ấy khó tính thì tôi cũng đang lựa xem để lúc nào mà lựa hội thì mới nói chứ. Ông không cần phải nói ấy. Ông hỏi ý của cụ nhanh thôi, cụ không trả lời thì ông chọn luôn ấy. Nói chung là tôi rất hiểu cái tâm trạng của ông. Bây giờ ông đang bối rối á. Mọi thứ cứ để tôi lo nhá, hậu sự cứ để tôi lo. Tất cả những cái việc mà liên quan đến ông già cứ để tôi lo. Bạn không phải lo lắng gì cả. Ông bước chân ra cửa, ông sang nhà tôi. Ừ. Ông không gặp ai. Mà sao ông vào đây ông nói như là ma nhập ấy. Tôi chả hiểu đầu đuôi câu chuyện đây là cái gì. Ông đập bàn, ông mắng tôi. Xong đến khi mà tôi nói lại chuyện thì hai thằng ấy như nó không chung một chí hướng thì phải. Thế thì tôi nói luôn nhá. Ừ. Ông thì ông muốn giấu tôi, nhưng mà tôi biết thừa. Ông già ông ấy. Ừ. Tầm này ấy. Ừ. Át rồi. Át rồi. Ông à. Át sao ấy? Át ở đây, át là cái gì? Át là cái gì? Thì đánh bài trước còn át là còn gì? Ca. Đấy, ông già ông đấy, ca rồi. Này, tôi cấm ông nhá. Cấm gì? Ông đừng có rủ dê tôi. Ông già tôi mà biết mà ông rủ dê tôi Tết đến nơi tổ chức đánh bạc, ông giết đấy nhá. Tầm này ông vẫn còn giấu tôi, sợ ông thật. Giấu cái gì? Thế thì tôi nói thẳng ra luôn nhá. Ừ. Ca là ở đây ấy. Ừ. Là ông thư, ông già ông là ung thư giai đoạn cuối rồi. Tôi biết rồi. Nào, giấu đi. À, sao giấu đi. Ông già tôi ung thư là thế nào? Ôi ôi, sao lại không biết? Tôi là bạn ông mà ông không nói với tôi để người khác nói với tôi à? Tôi biết ông già ông là ung thư giai đoạn cuối rồi. Ung thư thì chẳng là ca là gì. Ừ. Mà ca rồi ấy, thì kiểu gì chẳng gặp áp. Áp thì phải gặp hai thôi. Liếc liếc cái gì? Hai ở đây là hai phương án đấy ông ạ. Một là hỏa thiêu, hai là chôn tươi, chọn đi. Này. Chú. Ờ, thằng này. Chú nói cho mày biết. Hôm nay là 30 Tết. Chú vừa mua cành đào rất đẹp, rất rực rỡ về. Mà mày bảo chú hỏa thiêu với cho sống cái gì? Mà chú ơi, cái gì cả? Chú ơi, không ơi. Ôi Minh Kinh ơi. Đào mà ra hoa thì người ta mới gọi là hoa đào. Đào mà mua 30 Tết thì lúc bây giờ mới rẻ. À. Khổ quá. Đó, cái gì? Ông cái gì?
thì ông cứ từ từ đã. Cái chú gì ơi, đáng lẽ chú phải để cháu giải thích xong rồi chú ạ. Tát, chú tát sớm quá. Đây, cháu sẽ giải thích cho chú nghe luôn. Thứ nhất, chú là bố của bạn cháu. Thì chính vì thế cháu nghe được cái tin như vậy, cháu lo lắng, cháu phải nói với bạn cháu là đúng rồi. Tết nhất đến nơi rồi, dựa vào đâu mà cháu lại rủa chú bị ác? Trời ơi, dựa vào đây. Hả? Ui, con Li Ti đâu, U gọi ra đây cho con. Mày giản nợ tao đã, rồi mới gọi. U gọi nó ra đây cho con giản nợ. Chuyện gì? U gọi nó ra đây. Mày nhớ nhá, U gọi đi. Tao gọi ra mày phải giản nợ nhá. Gọi đi. Li Ti ơi, ra đây mẹ bảo nào. Con đã bảo mẹ là đừng gọi con là Li Ti rồi. Anh nhờ. Nhờ cái gì? Nhìn thấy chưa? Hả? Có phải là em nói với anh, chú ý, bố của bạn anh đã bị ung thư đúng không? Em đã bảo anh là đừng có kể với ai, là em kể với anh mà. Nhưng không kể không được. Đi ăn tát đây này, vì tôi không kể đấy. Đấy, giải thích đi. Thế sao nghe đâu hả? Thì chính mắt em nghe thấy tai mẹ em nói là bác bị phổi. Em chỉ thêm chữ ung thư thôi. Mày định làm sao thế hả con? Mắt để nhìn, tai để nghe, mồm để nói. Nhưng mà ai nói? Ai nói? Tôi nói. Thế sao bác lại bảo bố cháu bị ca là thế nào? Tôi nói nhưng mà tôi chỉ nói viêm phổi thôi. Từ đâu mà bác có thông tin là bố cháu viêm phổi? Tôi À đây đây rồi, lên anh vào đây. Đây. Hỏi cô này. Sao tự nhiên từ ca xong đến viêm phổi sang lan anh là như thế nào? Đấy, cô nói nhỉ? Cô nói đi, tại sao bố tôi ăn ở với nhà cô tốt như thế mà cô lại bảo bố tôi là bị phổi là thế nào? Cái bác kia, em đã nói với bác rồi, bác có thích đem chuyện kể đi khắp nơi cũng được, nhưng đừng khai em ra. Việc nó thế nào? Thì thật ra là em chính mắt em nhìn thấy bác. Bác vào hiệu thuốc, bác mua thuốc nhỏ mắt. Xong bác ho, bác ho sù sụ ấy ạ. Mà đã ho thì em nghĩ là bác bị phổi. Đấy, tôi chỉ thêm chữ viêm thôi. Ui giời. Thế viêm phổi sau này kiểu gì trở thành ung thư phổi. Mà ung thư phổi thì phải vào ca. Sao ca còn mỗi áp? Ôi giời ơi, có mỗi một cái chuyện bé tí là bố tôi bị đau mắt, vào hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt, trong lúc mua thì có ho, thế mà qua mồm cô này thì thành ra là bị phổi. Sang bác thì là viêm phổi, sang con Ti thì thành ca phổi, từ ca phổi sang ông thành át phổi. Đúng là tam sao thất bản. Đặt 4 bàn cơ ạ? À? Vâng, thế để em đặt 4 bàn cho anh nhá. Thế là nhà mình hôm nay là ăn món gì ạ? À? Ăn lẩu vịt. Ôi trời, ăn lẩu vịt là nhà mình thèm thèm vịt. Vâng, thế là lẩu vịt là nhà mình mấy giờ anh nhỉ? Ok anh, thế để em nốt vào là 7 giờ cho anh nhá. Dạ dạ, vâng, thế chào anh. Vâng vâng. 7 giờ là à, họ. Đây, đứng lại đây. Ôi giời, đi đâu đấy? Dạ, chứ em khát nước quá, em vào xin cốc nước không em ra luôn. Cái gì? Khát nước. Dạ dạ. Em trông xe ngoài kia từ sáng đến trưa chưa uống được cốc nước làm gì, em vào em xin cốc nước em ra. Đứng lại. Làm răng chị. Cái gì? Làm răng à? Há mồm ra. Răng này mà bảo là làm à? Hả? À, chú, nó phải như thế mồm. Ý em là làm răng là làm sao ấy. Em vào uống cốc nước chứ. Làm sao thì nói là làm sao. Lần sau nói cho nó rõ ra, nhớ chưa? Dạ dạ dạ, em. Đây được không? Đứng lại. Đây, dạ. ngồi đây. Ui. Dạ dạ. Hôi thế. Mấy ngày chưa tắm rồi? Nó phải như thế mụ. Ngày nào em tắm em tắm thường xuyên lắm, nhưng mà sáng nay em đi làm sớm quá thì thấy cái cú quẹt rác này kia, cú đây cái xe rác nặng quá thì em đẩy giúp cô thì nước nó bắn vô thì làm công lấy tiền đúng không? Bao tiền? Dạ em nọ lấy tiền. Em giúp cô thì tiền nóng chí chị. Trời, cái loại người như anh ở quê lên xong rồi giả vờ giúp người ta xong là nói là lấy tiền đúng không? Nọ phải như thế mà. Thì em bao giờ lấy tiền của ai bao giờ đấy. Thôi. Nặng mùi khó nghe lắm. Bây giờ này nhá. Dạ. Yeah. Sao? Đứng lại. Dạ. Yeah. Đi rồi kìa. Đi rồi kìa. Chị vô trong này. Tôi chỉ vào trong nhưng mà cậu phải đi ra ngoài kia. Dạ. Yeah. Em xin một cốc nước, em khát nước lắm chị. Tối uống. Đi. Dạ, cho em đi luôn. Sao lại có thể tuyển được cái loại nhân viên như thế nhỉ? Không thể chấp nhận được. Mình mà làm sếp
mai mình đuổi việc luôn. Không bao giờ để được cái sự việc xảy ra như thế này. Cứ làm ở đây mãi thì cứ lẩm ba lẩm bẩm suốt ngày như một con điên đây này. Chuyện gì đấy? Dạ sếp. Em mời sếp ngồi. Sao? Có việc gì? Thì em có việc cái gì đâu. Không có cái việc gì đâu mà cứ ngồi lào bào như thế à? Thì sếp cũng thấy là dạo này quán mình cũng đông khách mà. Tôi lại cứ tưởng có việc gì, đứa nào dám trêu cô. Đúng rồi. Cô là người quan trọng nhất trong số nhân viên order của tôi. Đứa nào dám trêu bảo tôi xử lý ngay. Đây, vừa đi ra ngoài đây. Bảo vệ anh vừa mới tuyển đấy. Cậu thích cô à? Không. Tán à? Cô thế này tôi còn thích nữa cậu. Anh thích em ấy ạ? Không, đấy là nói. Đấy là nói thế thôi, vợ tôi nghe thấy bây giờ. Chết. Sao? Xin lỗi. Thế cậu làm gì cô? Ôi dồi ôi, em kể với sếp chứ. Không thể nào mà chấp nhận được cái loại như thế. Gì mà nhà quê lên mà đến một cái nơi nhà hàng mình sang trọng như thế này. Mà đến thì hôi dình, người hôi dình không chịu tắm gì cả. Ăn nói thì nặng mùi khó nghe lắm. Trời ơi. Chết thật. Mà anh cho cậu ta làm chức bảo vệ là quá cao rồi đấy. Không đủ đẳng cấp để làm bảo vệ luôn ý. Nhưng mà ở cửa hàng này bảo vệ là thấp nhất rồi. Bây giờ mà không làm bảo vệ nữa thì cho cậu ấy làm cái gì bây giờ? Thì bây giờ mà em nói thật với anh chứ, làm gì có cái thể loại gì mà đã quê mùa rồi còn đàn ông chưa đặt mông đã đặt mồm rồi. Vào em nhá, mai đuổi việc. Đúng. Tôi sẽ xử lý việc này. Cảm ơn nhé. Vâng. Dạ, em chào anh chị ạ. Anh gọi em ạ. Ngồi đi em. Dạ, thôi ạ, cho em đứng. Không, anh Thái ngồi đi. Em đứng bảo vệ trông xe quen rồi, em cho em đứng. Đấy, em đã nói rồi, trước bảo vệ là nó mệt lắm. Mà em cũng bảo các bạn ấy là bê cho anh hẳn một cái bình nước ra đấy. Mỗi lần anh khát anh mệt là anh uống luôn. Đỡ phải chạy ra chạy vào nhiều, mệt. Dạ. Nhà sếp nhỉ? Thôi, cũng sắp đến giờ làm rồi, chúng ta họp nhanh thôi. Dạ. Cậu Thái ạ. Dạ. Có cái là cậu cũng phải thông cảm. Vì ngày hôm qua sau một cái cuộc họp của tôi ấy, thì cũng có một chút thay đổi về vấn đề nhân sự. Dạ. Một người ở trong cửa hàng này sẽ phải ra đi tìm việc làm ở chỗ khác. Đúng. Em phải đồng ý với ý kiến của sếp. Và người đó là cô. Đây. Cô. Sao lại? Bởi vì cô phải hiểu như thế này này. Khi chúng ta làm việc chung một cửa hàng cũng giống như chúng ta là một gia đình, chúng ta là một tập thể, đúng không? Cậu Thái, cậu ấy làm bảo vệ dắt xe. Một người không quen biết như cô lao công, cậu ấy còn giúp đỡ. Vậy tại sao hai người cùng làm một cửa hàng, cô không giúp đỡ cậu ấy, ngược lại cô lại còn miệt thị vùng miền, rồi nói xấu đồng nghiệp. Nếu như nhân viên nào ở đây cũng như vậy thì tôi đuổi việc hết tất cả hay sao? Tôi không thể nào giữ một nhân viên như cô được, bởi vì điều đó làm cho cửa hàng nó không đi lên được. Không sếp ơi, nhưng mà cô không cần phải giải thích gì cả. Thái. Dạ. Dắt xe cho cô ấy. Anh ơi. Có khi nào anh suy nghĩ lại không anh? Dạ, anh nghĩ lại chứ. Rồi. Dạ. Thôi được, tôi nghĩ lại. Nọ phải giặt xe. Để nó tự giặt. Khoan, anh. Sao anh nói giống. Giới thiệu với cô, đây là em trai tôi. Em trai? Phải không em? Dạ đúng ạ. Sao em trai ruột mà hai người nhìn khác nhau thế ạ? Cái điều quan trọng nhất cũng không phải là vấn đề giống nhau hay khác nhau. Tôi đuổi việc cô vì vấn đề khác. Tôi hy vọng là đến chỗ khác cô sẽ sống khác đi nhá. Chứ anh ơi. Anh Em xin lỗi anh. Có chi đâu chị. Chị để em giặt xe cho hệ.